Ok, em chào các bác nhá. Chào mừng các bác đã tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Thực ra thì nhà em thì rất ít làm cái dòng xe này, mà từ ngày xưa đến giờ thì chưa mua cái xe nào như này cả. Thực ra là hôm qua có một bác ấy ở Tiên Lãng, Hải Phòng, bác ấy có đến, bác ấy đổ cho em một con Accent vì bác ấy không có nhu cầu sử dụng về chiếc xe này nữa, thì bác ấy đổ cho em một con Accent. Vì thế nên là em thấy nó đẹp thì đời nó cao mà, thì em cũng mua về em bán cho các bác thôi. Chứ bao giờ thì em cũng chả biết là cái dòng xe này là như thế nào cả. Nhưng mà con này thì em chạy rồi và kiểm tra rồi, máy số rất là zin luôn, máy zin từ A đến Z luôn. Xe thì mới chạy được có hơn 3 vạn thôi. Xe bác ấy chở gì, chỉ chở thực phẩm sạch đấy ạ, như là những cái đồ xúc xích hay là cái gì ở cái đằng sau thôi. Nên là bác ấy mua con này từ năm 2021, nghĩa là con này là sản xuất năm 2021 ạ. Một chiếc Kenbo, một chiếc Kenbo 5 chỗ ngồi ạ, 5 chỗ ngồi và tải thùng đằng sau thì nó chỉ có mấy trăm kg thôi. Con này thì đang đeo biển 15D02251 và con này đăng kiểm đến tháng 11 tháng 1 năm 2025 cơ, tức là còn 1 năm nữa sử dụng nhá. Con này thì hiện tại là bên em cũng chào cái giá cũng khá là hợp lý, chỉ có hơn 100 triệu tí thôi, hơn 100 triệu tí thôi, nhưng mà em thấy con xe này nó rất là đẹp và phục vụ cho các bác nào đang có nhu cầu mà muốn mua cái chiếc xe như thế này để đi gia đình nhá, hay là có một chút gì gọi là chở hàng khô trong thành phố thì đi con này nó rất là hợp lý này, đi giao hàng thì rất là gọn nhá. Nó rất là tiết kiệm nhiên liệu ạ. Con này thì máy của nó rất là nhỏ thôi. Máy của nó rất là nhỏ thôi nên là rất là tiết kiệm nhiên liệu và còn nhá. Một chiếc Kenbo mới chạy được có 3 vạn thôi, xe rất là đẹp và zin keng. Máy số của nó thì đặc biệt là rất là zin. Thân vỏ của nó thì có một chỗ nó sốt sát sơn tỉa lại thôi, chứ còn đâu không có đâm đụng tai nạn hay không gặp nước gì cả. Nói chung là cái dòng xe của 9 tháng này thì nó khá là hợp lý cho tất cả mọi người ạ. Đó, một chiếc Kenbo 5 chỗ ngồi nhá. 5 chỗ ngồi ạ, tải trọng sau của nó là 495 cân kia. Nó rơi vào tầm khoảng 5 tạ bà con ạ. Đấy, chả biết là xe như nào nhưng mà thấy con này thì qua kiểm tra sơ bộ thì con này nó rất là đẹp ạ. Con này nó rất là đẹp, từ tất cả mọi thứ của nó còn nguyên zin hết nhá. Nguyên zin hết. Nếu như các bác nào mà đang có nhu cầu sử dụng một chiếc xe tải van 5 chỗ ngồi như thế này thì em nghĩ đây là một chiếc xe rất hợp lý ạ. Tầm tiền bây giờ thì nó rẻ hơn xe mới hàng trăm triệu cơ. Nó rẻ hơn xe mới hàng trăm triệu, mà con xe này thì nó nên full đồ chơi rồi. Từ màn hình cam lùi, cam 360 độ đầy đủ hết theo xe nhá. Âm thanh nghe hay luôn ạ. Âm thanh nghe cực kỳ là hay luôn. Dòng này thì nó rất là hợp lý cho các bác nào mua về chở đồ chở hàng ạ. Lốp dép của nó thì rất là đẹp ạ. Lốp dép của nó thì rất là đẹp luôn ạ. Lốp là lốp từ đầu luôn nhá. Dàn lốp mới tinh từ đầu luôn ạ. Mới chạy được có 3 vạn nên là lốp vẫn còn rất là dày. Với giá bán đâu đó khoảng tầm 168 triệu đồng. Thì quý khách hàng và quý bà con, các bác chị em nhà mình đang có nhu cầu mà sở hữu cái chiếc xe Kenbo này 2021 này thì hãy alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng có số hotline 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Một cái dàn lốp của nó là dàn lốp theo xe luôn nhá, dàn lốp theo xe luôn mà con ạ. Tất cả hệ thống đèn đóm của nó là nguyên bản hết này, sơn xi của nó còn rất là đẹp luôn, đèn đóm của nó chưa có vỡ viết gì cả, nguyên bản luôn. Máy thì miễn bàn, có cảm biến lùi phía sau luôn, có cam lùi và có cam 360 độ luôn ạ, có cam 360 độ luôn mà con nhá. Đấy, với cái tầm tiền nó chỉ có 168 triệu đồng thôi. Thì quý khách hàng và quý bà con, các bác chị em nhà mình nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline 081 666 2386. Đây có thể nói là một chiếc hàng hot luôn ạ. Hàng hot dành cho quý khách hàng và quý bà con nào chở đồ, chở đạc cũng như là đi gia đình. Máy của nó có 1.3 lít thôi. 1.3 lít thôi thì nó rất là tiết kiệm nhiên liệu. Con này nó ăn xăng như ngửi luôn ạ. Ăn xăng như ngửi luôn bà con nhá. Ăn xăng như ngửi luôn ạ. Đấy, bà con thấy nội thất của chiếc xe này, 5 ghế ngồi nhá. Vô lăng rất là đẹp ạ. Xe mới chạy được có 3 vạn tư thôi, 3 vạn tư, và nội thất trần của nó là lỉ nguyên bản hết này. Có đầu đài màn hình cam 360 độ, điều hòa cực kỳ mát luôn nhé, điều hòa cực kỳ mát luôn, vô lăng thì rất là đẹp luôn. Nói chung là những cái dòng xe mà nó xe tải như này thì được con xe như này là quá là chất rồi. Đấy, quý khách hàng, quý bà con, các bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline 081 666 2386 ạ. Tất cả mọi thứ của chiếc xe đều rất là đẹp ạ. Có bọc áo ghế da nhá, lên full đồ chơi hết rồi, lên full đồ chơi hết rồi. Và quý khách hàng cũng như quý bà con, cô bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho em ạ. Đây, hàng ghế sau của nó đây, hàng ghế sau của nó rất là đẹp cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con, cô bác chị em nhà mình ạ. Và con, cô bác chị em nhà mình nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này, con này thì ngồi nó rất là rộng rãi nhá, ngồi nó cực kỳ rộng rãi cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con, cô bác chị em nhà mình. Và bà con, cô bác chị em nhà mình nào đang có nhu cầu quan tâm về cái chiếc xe này thì alo cho em ạ. Xe thì cam kết cho anh em là không có đâm đụng tai nạn, không gặp nước ạ. Bác ấy không dùng nữa nên bác ấy đổ cho em con Accent thôi, con Accent 2014 biển màu trắng này. Con đấy thì em đổ cho bác rồi. Đấy, trong xe thì nó rất là đẹp và rất xịn sò cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con nhé. Con này chở được khoảng 5 tạ bà con ạ, 5 tạ. Đấy, anh em mình chở những hàng quần áo khô hay thực phẩm sạch thì em thấy con xe này nó khá là hợp lý nhá.
khá là hợp lý. Xe thì rất là đẹp và zin keng luôn. Xe con này đẹp và zin keng luôn, và coi như máy số zin luôn ạ, máy số zin nhá. Với cái tầm giá chỉ có loanh quanh đâu đó khoảng 168 triệu đồng thôi, thì quý khách hàng và quý bà con các bác xem nhà mình đã có được một chiếc xe Kenbo 2021. Kenbo 2021 phiên bản số sàn, máy 1.3, một trong dòng xe tải van mà đã lên full đồ chơi từ màn hình cam lùi, cam hành trình, cam 360, điều hòa mát bà con nhá, điều hòa mát luôn ạ. Đấy, tất cả mọi thứ của chiếc xe thì còn quá là đẹp cho mọi người. Đấy, cam hành trình 360 này, rất là đẹp cho tất cả quý khách hàng và quý bà con các bác chị em nhà mình. Nếu bà con các bác chị em nhà mình nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng có số hotline 081 666 2386, hoặc các bạn có thể đến trực tiếp bãi của em, địa chỉ thôn 1 xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng để xem xe và trải nghiệm xe về chiếc xe này. Điều hòa con này thì cực kỳ mát luôn, có cả quạt điều hòa luôn ạ. Con này cực kỳ mát luôn nhá. À, xe tải mà, à, loại tải van nên là người ta lắp cái quạt đấy là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà xe của nó chạy rất là ít luôn ạ. Chạy rất là ít luôn mà con nhé, chạy rất là ít luôn. Đấy. Nếu như quý khách hàng và quý bà con các bác chị em nào có nhu cầu quan tâm về chiếc xe Kenbo 2021 này, đang kiểm dài đến tháng 1 năm 2025 mà giá của nó chỉ có 160 mấy triệu thôi, thì các bạn ạ, các bạn hãy đến trực tiếp với Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Em sẽ để rẻ cho các bạn một cái giá để cho các bạn có thể là chở hàng trong cái dịp Tết cuối năm như thế này thì rất là hợp lý, đúng không ạ? Rất là hợp lý luôn. Đấy, con này thì không biết là máy ở đây, máy của nó thì ở đây ạ. Máy thì nó nằm ở dưới này cơ. Tuấn này, à, từ đó em chờ để phải hai tay mới mở được cơ. Đó, chứ một tay thì không mở được cái này. Chờ em một chút nhá. Hệ thống đèn đó của nó thì cũng rất là sáng luôn ạ, rất là sáng luôn nhá. Ấn ấn em cái này mở này. Ấn độ em cái này nhấc cái ghế này. Mở phong máy cái này. Lâu không làm cái dòng này nên là cũng chả biết là rất xuống kiểu gì thôi. Ấn xuống nó có bluetooth nên là cái bluetooth đỏ ấy. Anh đang phải ấn lên anh ạ. Kéo cái nút đỏ lên. Đấy. Tắt lên kia. Với cái dòng xe này thì nó rất là hợp lý. Thực ra thì chức năng của nó không có cái gì cả đâu, nhưng mà nếu như các bác nào chở hàng, chở đồ thì rất là hợp lý này. Tất cả hệ thống kính điện của nó lên xuống đều rất là đẹp luôn nhé. Kính điện của nó lên xuống của nó rất là đẹp cho mọi người luôn ạ. Đấy. Đây ạ. À, tất cả mọi thứ đều rất là đẹp. Đấy. Đấy, còn thấy được. Đèn đóm của nó thì rất là sáng luôn nhé. Đèn đóm con này thì rất là sáng luôn ạ. Đấy, tất cả đèn sáng trong luôn. Tất cả mọi thứ của nó rất là đẹp và rất xịn sò. Đấy, cho quý hàng và quý bà con đúng không ạ. Đấy, đèn đóm rất là sáng luôn. Ấn lên thế nhỉ? Ấn mạnh về sau. Rồi đây, phong máy của nó đây. Đây, rồi xem qua cho các bác nhé. Máy con này thì cam kết cho các bạn là mới chạy có 3 vạn ạ. Máy còn rất là zin này, chưa có động chạm một con ốc gì, máy nổ rất là êm luôn nhé. Để trang bị động cơ 4 máy 1.3 này, máy xăng này, siêu tiết kiệm nhiên liệu con nhé. Đấy, rất là đẹp cho anh em này. Đấy. Lên trên. Lâu rồi mình thực ra là mình không làm với cái dòng xe tải này, nhưng mà nên là nó hơi bị bỡ ngỡ một chút. Bên trong xe thì có cam 360 độ này, cam 360 độ nhá, quạt gió thì lại cực kỳ chết rét luôn. Có cam bên lùi, cam bên giam lùi 360 độ này, cộng với lại cảm biến lùi nhé, cảm biến lùi này bà con này. Đó, một cái dòng xe mà quá là đẹp và quá chất lượng. Xe mới chạy được có 3,7 vạn thôi, mới chạy được có 3,7 vạn thôi. Đấy, tất cả mọi chức năng của chiếc xe thì hoạt động rất là bình thường bà con nhé, hoạt động rất là bình thường luôn ạ. Tất cả mọi thứ chiếc xe này đẹp, ok. Con này thì màn hình cũng như là tất cả mọi thứ của nó, màn hình với tất cả mọi thứ của nó rất là đẹp, cộng với là âm thanh của nó nghe rất là hay, có loa đầu đài đầy đủ bà con nhé. Đấy, với cái tầm giá mà nó chỉ có 168 triệu đồng thôi, thì em nghĩ đây chắc chắn sẽ là một cái chiếc xe cực kỳ hợp lý và chất lượng.
đảm bảo cho anh em mình có thể sử dụng lâu dài để phục vụ cho cái công tác là chở hàng hay là chở đồ. Với cái mẫu xe 5 chỗ ngồi cộng với lại bán và cộng với lại thùng đằng sau nhá. Với cái giá chỉ có 168 triệu đồng thôi mà bà con các chị em mình đã có một chiếc Kenbo 2021 nhá. Số sàn máy 1.3 siêu tiết kiệm nhiên liệu. Cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con các bác chị em nhà mình đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo.